xin chào quý vị khán giả quay trở lại chương trình hồi luận hàng tuần thì bây giờ trước giờ là khi mà cái squatters cái đám vào nó vào phá nhà nó vào nó ở lì trong nhà mình á là coi như là anh Hạo nhiên với lại tôi đã giải thích là nhiều tiểu bang họ cũng phải theo cái thủ tục là phải muốn cảnh sát trục xuất ra thì cũng phải làm giấy tờ này giấy tờ kia nhưng mà đa số là không có trục xuất tại vì cảnh sát mà nó nó đưa cái giấy thuê nhà giả mạo là cảnh sát cũng không có giải quyết được hãy đưa ra tòa à, Nhưng mà gần đây á, là có đọc cái tin ở California có cái anh chàng này Anh chàng này mới là ảnh là Nhưng mà trước khi vào để nói chuyện trước phải giải thích cái luật của Cali như thế nào Nhưng mà đại khái là anh chàng này á, mới có cái website ở trên Youtube Mới nói rằng là nếu mà ai cần gì á, thì tôi sẽ có thể tôi cố vấn hoặc là ngay cả trường hợp là tôi sẽ tới, tôi ở chung nhà với cái đám à, đám vào phá nhà mình ở chung với họ xong rồi làm chuyện này chuyện kia cuối cùng để cho họ bực mình họ bỏ đi thì lấy lại cái nhà cho uh, cho người chủ nhà thì khi mà anh chàng này lúc mà làm như vậy á là khi mà anh kể là anh vào anh sẽ là thường thường đi tới xong rồi đợi rình rình cái anh chàng cái cái người ngồi người squatter họ bỏ đi một cái là nhảy vô mở mở khóa xong rồi gánh mấy hình trên 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 khu, khắp nhà hết xong rồi ở đó tại vì cái người mà người ta ở lì vậy á người ta bực mình, người ta bảo là nhà đang ở trong đây mà bị mấy chục hình xong rồi có cái thằng này là người lạ ngồi ngủ chúng mình. Ồ oh, tức là <laughs> cái cái người này người ta có cái dịch vụ cho, cho dịch vụ. chủ nhà, dạ. Yeah. Tức là chủ nhà nào mà bị squatter vô chiếm, chiếm. nhà đấy, yeah. thì uh, cái người này người ta sẽ vô lại chiếm lại của squatter Đúng. Oh, đó, giải ok uh, kẻ thù của uh, kẻ thù là uh, kẻ thù, uh, kẻ thù uh, <laughs> uh, là bạn của bạn. Dạ. <laughs> <Yeah. cười> <laughs> nhưng mà cái anh chàng này á lúc mà khi mà cái lên quý vị dùng cái dịch vụ quan trang này á thật ra họ cũng rất là uh, rào rào khép rỉ lắm tại vì cái luật của tiểu bang california á là không có cho phép là trục xuất cái người ở trong nhà phải ra trước tòa án nói rõ ràng là cái vấn đề này như thế nào giới thảo chứ còn không có tự nhiên không tới là đuổi người ta đi Đó. thành ra là khi mà họ đưa cái, cái người này họ đưa cái dịch vụ lên họ nói rằng là phải làm mọi thứ đúng thủ tục đúng luật pháp hết. Còn nếu mà cần tôi lào á thì có những cái điều kiện như thế nào thế nào? Tại vì anh cũng không muốn là có trường hợp bị bắn chết hay là bị phạm luật. Đúng. Yeah. Um, cái này thì um, ở California muốn đuổi một cái người mà đang ở trong nhà mình á thì mình phải đưa một cái mình phải cái dán giấy, dán yeah. giấy là từ tôi đang đuổi cái anh ra. Yeah. Mà cái giấy đó, ấy, quý vị nào mà có cái này cũng hơi liên quan tới vụ chủ ất nhá cái <laughs> giấy đó nó ghi trên đó là 90 day to quit oh. 90 ngày phải dán cái giấy và cho người ta 90 ngày để dọn ra thành ở California cái chuyện đó chuyện mà đuổi một cái người mà ta xông vào nhà mình ấy lâu lắm nó nó phiền lắm yeah. um, nhiều có những cái biện pháp có những cái biện pháp mà mình có thể dùng nếu mà um, nếu mình mình có một luật sư mà chịu khó yeah. <laughs> để mà xin những cái biện pháp uh, khẩn cấp của tòa nhưng mà bình thường thì tòa không có coi những cái vụ này là phần khẩn cấp. Tòa bảo là 90 ngày thì dáng chịu khó mà ngồi ừ. đó 90 ngày đi. Yeah. Um, mà 90 ngày là chưa hết đâu. Ở California nhiều khi người ta còn kéo dài ra. Người ta, ta đến ngày thứ 89 người ta khai bankruptcy. Ừ. Thế là tất cả mọi thứ phải stay. Mình lại phải vô tòa bankruptcy. Mình xin cái cái nó gọi là lift the stay. Ừ. Tức là để cho, cho chúng tôi tiếp tục ừ. cái vụ mà đuổi người. Ừ. Rồi cái tòa bankruptcy có thể cho hoặc là không cho. Ừ. Um, nhiều trò lắm ở California muốn đuổi một người rất là khó. ở tiểu bang khác mình khám phá ra được là ở ở Georgia cũng chưa chắc đã dễ. mà trong những trường hợp mà người thuê ở nhà mà ta ở lì thì còn đỡ, mình chỉ bị mất tiền thuê thôi. chứ còn cái người mà squatter là không có giấy tờ gì hết trơn mà cứ xông vô chiếm tức là người uh, thuê nhà còn sợ bị mất deposit này nọ. chứ còn người Squad đơn ta đấu mất mát gì đâu. Người ta vô mình có một cái ảnh trên đây là có những cái trường hợp squadder vô xong ấy hứng cái nó đập bể tường chơi cho vui vậy ừ. đó. Không à. lý do gì trên đập bể tường chơi cho vui vậy. Ờ à, đập phá tùm lum à, thành ra cái nguy hiểm của cái squadder nó nặng hơn là cái chuyện là cái người thuê nhà thiệt. Yeah. Mà vì lý do gì đó người ta không có tiền trả thì người ta phải ở về không lẽ đuổi người ta ra yeah. thành thành homeless thì um, riêng uh, trong cuộc này á, thì ở Florida, ở Florida họ có ra một cái luật, ra một luật mới là bây giờ là được phép lại đuổi người qua được ngay lập tức. Ừ. À, luật này ra tới um, quốc hội tiểu bang là được thông qua 100% unanimous, oh. tức là nhất trí hết. Yeah. Tức là cái này vấn đề không phải là đảng xanh đảng đỏ ừ. gì đó hết, mà vấn đề là cái chuyện này nó vô lý, yeah. không? thà rằng mình bảo vệ cái người mà thuê nhà yeah. thì là một chuyện chứ cái người này không thuê gì hết trơn ừ. Xong vô chiếm nhà của người ta thành ra cái cái luật này là cho phép là được quyền tống khứ ngay lập tức cái người nào mà không có lease mà nếu mà lại mà đưa một cái lý giả như trường hợp của um... thí dụ lúc nãy mình nói thí dụ mà trường hợp ở Florida ở, ở Georgia đấy, yeah. của cái bà trung tá mà bị người nó vô nó nó ngồi trong nhà mình ấy yeah là lại thêm một cái tội nữa, à. thêm một cái tội nữa mà nó là là misdemeanor, một tội đó là mà đưa một cái đưa một cái ly giả đấy thì là misdemeanor. Ừ. Nhưng mà nếu mà lại dùng cái ly giả đó mà lại đem 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 <cười> <cười> đem thuê hoặc là đem cho thuê hoặc là bán cái cái yeah. tài sản của ta, cái chuyện này có nha. Tức là một người dọn vô giả làm giá làm người được thuê, giá làm chủ nhà thì là tệ lắm rồi. Oh. mà chỉ cần giả làm người được thuê oh. thôi, cái xong rồi cho share phòng lại. Oh. này đã có thể là cam rồi. bọn người này dọn vô giả làm người được thuê, bảo là tôi có cái list nè. cái yeah. xong rồi đăng báo, oh. đăng báo đàng hoàng nha. Wow. đó là có ở địa chỉ đó 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 có phòng cho thuê, không uh. gọi số đó thì không có đăng địa chỉ nhưng mà gọi số đó thì OK đấy số đó số đó đừng nói địa chỉ ở Westminster California oh yeah. Um, tới nơi ô oh, cái nhà này cũng đẹp cái nhà này cũng đẹp ok cái phòng hey. cho thuê là cái phòng nhỏ này ok 800 đồng cái nguy hiểm của cái chuyện đó là cái cái đứa mà nó dọn vô oh. nó giả làm lease ấy, yeah. thì nó là squatter yeah. nhưng cái mà... người mà người ta thuê một cái phòng trong đó là <laughs> người ta là một tenant mặc dù là tenant không phải của chủ nhân ừ. um, thì theo cái luật của florida có vẻ như vẫn bị xem như là squatter nhưng mà nếu mình nói theo luật California người ta chưa hẳn là squatter là tỉnh về là the bona fide uh, tenant yeah, người ta renter yeah. người ta renter mặc dù người ta bị lừa yeah. người ta cũng là một nạn nhân luôn thì ra mình không biết làm gì với người ta yeah. à. à, thành ra bảo ra vệ là... quyền lợi yeah. của người đó thành ra cuối cùng cái, cái thằng nào mà nó vào nó chiếm cái nhà của mình nó đã có lợi thì chớ mà cuối cùng mà cuối cùng cái hậu quả đối với người chủ nhà là mặc dù có thể trục xuất cái thằng đó ra được nhưng mà cái người cái người kia sao? Phải, phải giải quyết theo giải một, quyết một cái đường hướng hả? khác nữa Hoặc là chứ bởi... không có phải đuổi theo cái Đúng kiểu rồi. squatter được. Đó. À, nhưng mà tối thiểu ấy, là cái luật Florida đã, đã mở đường cho cái chuyện là quốc hội Florida nhất trí cả cả xanh cả đỏ thùng lum hết yeah. là cái chuyện squader là cái chuyện không chấp nhận được yeah. bảo vệ người tenant là một chuyện nhưng mà cái bọn squader này phải làm gì đi chứ. Đó. Yeah. Ở, thì bây giờ hy vọng là tiểu bang California sẽ uh, Binh vực cho những cái chủ phố hoặc là chủ nhà mà bị cái tình tình trạng này nhưng mà em nghĩ là cũng khó tại vì tiểu bang California từ trước giờ bao giờ cũng bảo vệ cái người tới ở tại vì chủ nhà là hay bị hay, hay yeah, ép, um, ép cái cái, cái trường hợp squatting ấy nó thường thường nó chỉ xảy ra khi mà cái người cái nhà đó bỏ trống à. chứ còn squatting mà cái nhà mà có người rất là khó là tại vì rất dễ dàng Gây, làm mà gây nguy hiểm cho cái người ở trong nhà đó là rất dễ dàng bị cảnh sát lôi ra với một cái protective order nào đó. Yeah. Nhưng mà cũng có xảy ra. Dụ như là đây này trên hình có một cái cái mm. nhà rất là đẹp rất là lớn ở trên đồi ở Hollywood, Hollywood Hills mà bị một nhóm vô cái xong um, um, cái xong ở lì đó luôn. Chín ngàn square feet, <laughs> nhà như cái lâu đài vậy đó có coi cái nội cái chỗ mà lái xe vô mà thành cái vòng tròn đó biết đó, là nhà này giàu rồi xe này. Đó. <laughs> đó bởi vậy là bây giờ vậy là những cái quý vị mình trong cộng đồng mà chẳng hạn là những có nhà trống mà cho thuê lên airbnb chỉ có cách bây giờ là phải gánh gánh máy nhất là khóa thứ hai nữa là kiểm soát cái nhà thường xuyên chứ còn nếu mà để trống đó một hai tháng mà không để ý nữa hoặc tại vì những cái đám mà đi squatter là họ nó, nó, nó tìm cái cách đó nó lên airbnb listing với lại nó lên mls hay là Zillow này kia thấy những cái nhà nào trống mà để lâu quá rồi á là nói cái tìm cách cá tới. hẹn ra quý vị mà coi trong chương trình hồi là hàng tuần, để ý những chuyện đó cẩn thận. Đối với cali thì được một cái là ít có cái nhà nào mà để chống lâu lắm. Ừ. À, buông nếu muốn bán là buông rằng cái là có người mua liền. À, nếu mình Đang cho thuê đúng. cũng vậy, trừ phi là mình để cái giá trên trời đâu đó chứ cho thuê à. thường thường cái, cái cái phần thuê cũng lẹ. Chuyện cái cái tệ nạn squatting ở California chưa đến nỗi. À, thì ở một mặt đấy nó là nó chưa đến nỗi nhưng mặt khác mà khi mà nó không đến nỗi ấy, thì là cái hy vọng mà nhà nước ờ. sẽ thay đổi luật ấy, quốc hội tiểu bang theo luật nó sẽ rất là thấp tại vì tôi đấy có một đứa nhà giàu Còn ở Hollywood à, chứ... bị thôi thì người ta chưa ke yeah. à, phải bị cái tình trạng như là ở Florida khi mà cái tình trạng mà squatting nó lên quá nặng nề ấy, ừ. thì người ta thì thì mình mới hy vọng được thay đổi luật yeah. à, chúng tôi xin tạm ngừng chương trình trong giây lá ạ à. mời quý vị theo dõi chương trình thương mại của đài